chàng trai này đang đi ra hòn đảo nghỉ dưỡng. Hôm nay trên đảo có rất nhiều cá khổng lồ xuất hiện. Cũng giống như bao cư dân khác, cậu chạy thuyền ra xa đảo nghỉ dưỡng, săn cá khổng lồ. Trước tiên, cần phải học cách câu bóng cá khổng lồ. Muốn câu được bóng cá khổng lồ thì phải gặp bóng cá đã. Vậy nên có một loại mồi câu mang tên là luyện tập. Khi dùng loại mồi câu này, đi câu cá là auto lên bóng cá khổng lồ. Loại mồi này chỉ là robot luyện câu cá thôi, không phải cá thật. Cách câu bóng cá khổng lồ cũng rất đơn giản. Khi cá cắn câu, chúng ta bấm một phát như câu cá bình thường. Nhưng vì là cá khổng lồ nên sẽ có thêm một bước nữa là chiến đấu kéo cá lên. Khi cá vùng vẫy, bỏ chạy, bọt trắng sẽ xuất hiện. Lúc này chúng ta cần nhanh tay ấn một lần vào phím câu cá. Nhớ là ấn một lần là được rồi nhé. Nếu các bạn ấn nhiều lần dây câu sẽ bị đỏ. Chỉ cần nhớ, bọt trắng xuất hiện là ấn. Sẽ có lúc bọt xuất hiện 2 lần liên tiếp, cần nhanh tay không cá chạy mất. Hoặc các bạn có thể nhìn dấu chấm than trên đầu, dấu chấm than xuất hiện là ấn. Câu cá khổng lồ, cần lì đòn, người câu với cá, ai lì hơn là người đó thắng. Luyện tập vậy đủ rồi, đi câu thôi. Phải có thùng phi mới xây được quảng trường biển. Ai biết thùng phi bóng mấy thì để lại bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.